cô gái gần 40 tuổi say xỉn, tình cờ có mối quan hệ với một cậu thanh niên. Không ngờ người phụ nữ chỉ một lần đã mang thai. Là một phát thanh viên nổi tiếng, cô ấy thường độc lập và bảo thủ. Kể từ khi lớn lên, bạn trai cũng chưa bao giờ hẹn hò quá hai người. Cô từ chối tin rằng trên thế giới sẽ có phát bách phát trúng như vậy. Để xác minh những nghi ngờ trong lòng, ngày hôm sau cô tìm đến chị gái mình, nói với cô ấy có vẻ như mình đang mang thai, muốn đến bệnh viện của anh rể để lặng lẽ kiểm tra. Sau đó Giang đi đến bệnh viện, bác sĩ nói với cô ấy mang thai gần 6 tuần, và cũng để Giang lắng nghe nhịp tim của đứa trẻ. Nghe xong động tĩnh của con, cô ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhưng bác sĩ nói Giang có một khối u trong bụng, trong trường hợp này không dễ để mang thai, do đó nếu muốn phá thai thì khả năng vô sinh sau này sẽ rất cao. Những gì bác sĩ nói khiến Giang đột nhiên sợ hãi. Cuối cùng cô quyết định nói với Tion trước và đưa ảnh siêu âm của mình cho đối phương. Nhưng sắc mặt của Tion lập tức trở nên ảm đạm, yêu cầu Giang nhanh chóng đi bỏ đứa trẻ. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Tôi sẽ tự giải quyết việc của đứa bé. Đừng gặp lại nhau nữa. Bữa tối dưới ánh nến của hai người cũng vì điều này mà tan rã. Mặc dù Tion trên miệng nói không muốn chịu trách nhiệm, nhưng âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cô, xem phản ứng ốm nghén của cô ấy, không thể không cảm thấy một chút đau lòng. Cuối cùng Tion không đành lòng để Giang chịu đựng đau đớn một mình, vì vậy quyết định thỏa hiệp với cô. Anh phải gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông. Ngày mai định đưa Giang về gặp bố mẹ. Nhưng hôm sau khi Tion đến đón cô ấy, nhìn thấy Giang mặc váy ngắn, sau khi suy nghĩ một lúc, Tion trực tiếp đưa cô ấy đến một cửa hàng hanbok, chọn bộ hanbok mà mẹ mình thích cho cô, nhân tiện giúp cô ấy trải lại mái tóc rối bù của mình. Nhưng Giang ngay lập tức từ chối. Cô ấy không muốn trước khi bước chân vào nhà đã bị gia đình chồng quản thúc, từ bỏ bản thân chỉ để làm hài lòng người khác. Không ngờ sau khi đến nhà Tion, ngắm biệt thự sang chảnh gấp mấy lần nhà xưởng, Giang không thể không bị sốc. Chào người lớn tuổi khi mặc váy ngắn đúng là có chút khiếm nhã. Người cha xem xong bỗng thấy nhức đầu, ấn tượng đầu tiên nghĩ cô ấy là một phụ nữ khá phóng đãng. Rồi mẹ cũng tức tối ném chiếc gối qua để cô ấy che váy của mình. Năm nay bao nhiêu tuổi? Vừa bước sang tuổi 39. Lớn như vậy sao? Cũng không, chỉ lớn hơn Tion vài tuổi. Nghe xong, người cha trực tiếp khiển trách Giang không giáo dưỡng, làm sao có thể trước mặt trưởng bối gọi tên của chồng như vậy. Sau đó người cha tuyên bố lập trường của mình, cảnh báo Giang nếu muốn vào gia đình của mình phải bỏ công việc phát thanh viên và trở thành người vợ toàn thời gian. Nhưng Giang là một phụ nữ ủng hộ nữ quyền từ khi còn nhỏ, chắc chắn không sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp của mình. Tion thấy không ổn, muốn nói Giang đang có bầu, không ngờ bị cô chặn lại ngay tại chỗ. Ông bố mất bình tĩnh khi thấy Giang quá thô bạo, ném cuốn sách vào con trai mình, sau đó mắng anh ấy sao có thể để một người phụ nữ cưỡi trên đầu. Giang không thể nghe được nữa, dừng lại đi, tôi không muốn cuộc hôn nhân này nữa. Sau đó Tion bất chấp vết thương chạy ra ngăn Giang lại, khuyên cô ấy hãy kiên nhẫn, ai có thể chấp nhận yêu cầu của họ. Có nhiều phụ nữ có thể chấp nhận, có vẻ ngoại trừ em ai cũng có thể chịu. Vậy anh kết hôn với họ đi. Giang nói với Tion bố mẹ mình, để cô ấy có thể làm phát thanh viên, không ngần ngại trả giá tâm huyết nửa đời của mình. Nhưng giờ đây bố mẹ Tion lại yêu cầu cô bỏ công việc khó kiếm được này và coi thường bản thân như vậy. Em tốt hơn nên nghĩ kỹ, đừng đến tìm tôi nữa. Nhớ lấy. Cuối cùng trực tiếp dẫn đến cả hai chia tay. Hôm sau Giang tìm chị gái để thảo luận vấn đề này. Nhưng chị khuyên Giang phải kết hôn trước khi có con, nếu không không những mất việc, cô cũng sẽ bị dư luận lên án. Nhưng Giang nghĩ mối quan hệ này đã kết thúc, giữ im lặng về việc ai là cha của đứa trẻ. Thấy vậy chị gái cũng khuyên cô ấy, nếu không kết hôn thì mau bỏ đứa trẻ đi, cuối cùng chỉ có đứa trẻ là khổ. Nhưng Giang vẫn nhất quyết sinh con một mình. Đồng thời, cha mẹ của Tion cũng bí mật điều tra lý lịch gia đình Giang và cử người cài định vị vào xe cô ấy. Không ngờ lại bị Tion phát hiện. Sau khi cả hai rời đi, Tion gỡ bỏ định vị rồi nhanh chóng khuất phục gã áo đen, hỏi ai sau lưng ra lệnh cho anh ta làm việc này. Dò hỏi mãi mới biết đó là mẹ mình. Sau đó Tion hẹn mẹ gặp nhau ở quê và đích thân nấu một bàn món ngon cho mẹ. Người mẹ nhìn thấy cũng xúc động rơi nước mắt. Giây tiếp theo, Tion chủ động cắt đứt quan hệ với bố mẹ, bởi sâu thẳm trong tim anh vẫn yêu Giang. Nhưng người mẹ qua nhiều giông bão, sao có thể sợ hãi dễ dàng như vậy. Vào buổi tối, mẹ của Tion gặp riêng Giang, cảnh báo cô tránh xa con trai mình, nếu không bà ấy sẽ sử dụng thế lực gia đình tài phiệt để Giang không bao giờ có chỗ đứng ở Seoul. Đồng thời, Tion hào hứng cầm nhẫn kim cương đứng ngoài cửa chờ Giang, sẵn sàng chính thức cầu hôn cô ấy. Mặc dù khi Giang mở hộp, thời điểm đó có một chút phấn khích, nhưng ngay sau đó cô trở lại với thực tế và nói với Tion mình đã bỏ đi đứa trẻ trong bụng. Tion nghe xong cảm thấy hơi khó tin, mặc dù thất vọng quay người rời đi, nhưng anh vẫn không tin Giang sẽ nhẫn tâm giết đứa trẻ. Giang ngồi một mình trên giường xem ảnh siêu âm của con. Cô ấy biết một khi đứa trẻ sinh ra sẽ đặt mình vào tình huống vạn kiếp bất phục, nhưng dù vậy cô vẫn không muốn từ bỏ đứa trẻ, quyết định cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ trợ lý của mình hiện đang cố tình tiếp cận bạn trai Tion và còn đứng trước Giang cố tình thể hiện một hình ảnh hài hòa. Không chỉ có vậy, Giang trở lại đài truyền hình phát hiện
cơ hội du học cũng đã bị người khác thay thế. Điều này khiến Gi-young suy sụp. Ban đầu cô muốn nhân cơ hội này lặng lẽ sinh con ở nước ngoài, nhưng ông trời lại trêu đùa với cô như thế. Nửa đêm trời bắt đầu mưa to, trái tim Gi-young đấu tranh rất lâu. Thấy cô ấy lấy tay che bụng, đôi mắt đầy nước mắt, sau đó nhấn bàn đạp ga, phóng điên cuồng trên đường. Cô muốn dùng cách quyết liệt như vậy vĩnh biệt đứa con trong bụng. Quả nhiên khi Gi-young phát sóng trực tiếp vào hôm sau, phần dưới cơ thể cô đột nhiên bắt đầu chảy máu, ngay cả đồng nghiệp ở bên cạnh cũng bị sốc tại chỗ. Nhanh chóng đưa Gi-young đến bệnh viện, may mắn giải cứu kịp thời đứa trẻ đã sống sót. Sau đó bác sĩ nói với Gi-young hãy chú ý đến cơ thể của mình, nếu không cô sẽ vĩnh viễn mất tư cách làm mẹ. Lúc này Gi-young nhìn đứa con đang lớn dần trong bụng, không thể không rơi nước mắt. Sau khi biết Gi-young đã nhập viện, Taeyeon cũng vội vã chạy đến. Lúc này anh vô cùng muốn biết liệu đứa trẻ đã bị phá bỏ hay chưa, vì anh trong lòng vẫn không muốn đánh mất Gi-young và đứa con. Gi-young chế nhạo sau khi nghe điều này, rồi đổ lỗi cho Taeyeon quần áo tặng mình, cũng có thể lật mặt tặng cho trợ lý. Người đàn ông tùy tiện như vậy không đáng để cô ở cùng. Thật bất ngờ cuộc trò chuyện của họ đã bị người phụ nữ mông mô ngoài cửa nghe thấy. Về đến nhà tức giận cắt quần áo thành từng mảnh, thề sẽ không bao giờ để họ sống yên ổn. Vì vậy hôm sau đến đài truyền hình, truyền bá tin Gi-young đang mang thai, vu khống Gi-young là một người phụ nữ có cuộc sống tùy tiện. Rất nhanh lan truyền mọi người đều biết. Tuy nhiên khi các phóng viên đặt câu hỏi, thật bất ngờ trợ lý lập tức bước ra, giả vờ quan tâm đến Gi-young, sau đó lấy viên thuốc tiêu hóa ra muốn cô ấy uống trước mặt mọi người, để Gi-young có thể chứng minh mình không có thai. Nhìn vào khuôn mặt trợ lý, Gi-young không muốn phí lời với cô ta, tôi không có thời gian ở đây để nói chuyện với cô, chúng ta hãy tiếp tục cuộc họp. Sau đó đối tác của Gi-young gọi cô ấy ra, nói chuyện Gi-young mang thai đã bị đồn thổi, giám đốc bây giờ đã sẵn sàng để loại bỏ cô ấy, vì người dân căn bản không thể chấp nhận phát thanh viên mang thai ngoài giá thú. Bây giờ cách duy nhất để cứu công việc là bỏ đi đứa trẻ. Lúc này Gi-young cảm thấy bầu trời của mình sắp sụp xuống. Đồng thời, Taeyeon đau buồn nhìn ảnh Gi-young uống say, lại nghe thấy người đàn ông bên cạnh chế nhạo scandal Gi-young mang thai ngoài giá thú. Điều này khiến anh không thể kìm nén cơn giận trong lòng. Sau khi đuổi kịp trực tiếp chiến đấu với đối phương, kết quả không đánh lại đã bị đối thủ đánh đập dã man. Sau đó anh đã gọi Gi-young, Gi-young à. Thật bất ngờ người trả lời là cô gái đầy mưu mô Mi-young-gi. Mi-young-gi đã sớm nhìn chúng vị thiếu gia giàu có này, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một. Vì vậy liền đưa Taeyeon về nhà và giúp anh ấy lau người. Sau đó Mi-young-gi gọi điện cho Gi-young, nói mình tối nay đã xác nhận mối quan hệ với Taeyeon. Là lần đầu tiên trải nghiệm chuyện nam nữ, cô ấy cũng có chút sợ hãi, bây giờ không biết phải làm gì. Gi-young nghe thấy điều này lập tức cúp điện thoại, bởi vì từ thời điểm này, cô ấy hiểu mình và Taeyeon đã không còn cơ hội nữa. Những gì cô ấy muốn làm bây giờ là giữ lại đứa con và công việc khó có này, để xoa dịu sự náo động của dư luận. Gi-young nói cô ấy không phải loại đàn bà sống buông thả, mà lấy tinh trùng của người hiến tặng để thụ thai đứa trẻ. Điều này làm cho người mẹ sau khi nhìn thấy hoàn toàn chết lặng, khung cảnh buổi họp báo còn náo nhiệt hơn. Họ không thể chấp nhận để phát thanh viên có bầu trước cưới xuất hiện trước công chúng. Gi-young để giữ sự nghiệp, quyết định công khai việc mình đã nhận tinh trùng của người cho, không phải là người phụ nữ sống buông thả như mọi người nói. Và vấn đề này khiến các phương tiện truyền thông tại hiện trường rối loạn. Rồi Gi-young đến bệnh viện, nhờ anh rể giúp mình làm giả bằng chứng nhận tinh trùng. Anh rể rất bối rối tại sao cô bất chấp như vậy, để có thể sinh ra đứa trẻ này. Đây có thể là đứa con duy nhất của em, em không thể để đứa trẻ bị tổn thương. Những lời của Gi-young cũng hoàn toàn lay động anh rể. Nhưng ngay cả như vậy, Gi-young vẫn phải đối mặt với muôn vàn thử thách từ bên ngoài. Bởi vì chuyện này giờ đã được dư luận và truyền thông thổi phồng lên khắp nơi, đường dây nóng của đài truyền hình cũng bị gọi liên tục. Chuyện khiến Gi-young không ngờ đến là giám đốc đài phát thanh đã quyết định sa thải cô ấy khỏi công ty, yêu cầu người mới ở quầy lễ tân thay thế cô ấy trong buổi phát sóng. Ngày hôm sau Gi-young vừa đến công ty ở tầng dưới, đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, sau đó cô ấy mới phát hiện ra thông báo được dán trên bảng. Hóa ra vị trí của mình đã được thay thế bằng phát thanh viên mới. Gi-young giả vờ bình tĩnh và đi thẳng vào văn phòng, nhưng khi chào các đồng nghiệp của mình, không ai muốn nói chuyện với cô ấy, thậm chí coi lời nói của cô ấy như không khí. Nhưng cô vẫn ra lệnh cho cấp dưới gửi kịch bản đến phòng thay đồ. Gi-young vừa bước vào phòng phát sóng trực tiếp, phòng nhân sự mang đến lệnh sa thải của lãnh đạo. Ngay sau đó một nữ phát thanh viên xinh đẹp bước vào thay thế. Tiền bối, tất cả là do lãnh đạo sắp xếp, tôi nghĩ cô nên nhanh chóng đi xuống, đưa cho tôi bản thảo. Tôi không thể làm thất vọng mong đợi của lãnh đạo. Sự tức giận và xấu hổ trên sân khấu đã lên đến cực điểm. Ngay cả đối tác ở bên cũng khuyên cô giữ lại phẩm giá cuối cùng của mình, đừng làm cho bản thân quá xấu hổ. Đây là phẩm giá cuối cùng của tôi. Lúc này giám đốc cũng mang theo người đi vào. Gi-young vội đứng dậy chào. Bất ngờ người đàn ông mưu mô sai trợ lý lấy ghế của cô đi, cố tình làm xấu mặt cô ấy trước mặt mọi người. May Gi-young đã phản ứng kịp thời đỡ lại bằng tay. Sau đó cô đứng dậy và duỗi tóc, nhanh chóng mang ghế đến đây. Nhưng không ai ở hiện trường muốn quan tâm cô ấy.
thấy chương trình sắp bắt đầu trực tiếp sau vài phút nữa. Giám đốc tức giận đến mức sai cấp dưới dùng vũ lực kéo Giang ra ngoài. Nghe điều này mọi người không quan tâm cô ấy là thai phụ. Sau một hồi giằng co, Giang vô tình va vào bàn. Thấy ai cũng không dám tiến lên, Giang chịu đựng cơn đau ở bụng, trở lại với vai trò phát thanh viên. Đối tác ở bên không muốn gây ra án mạng, đành chạy ra yêu cầu lãnh đạo cho Giang phát sóng một ngày. Tự hứa mình sẽ tìm cách đưa cô ấy ngoan ngoãn ra khỏi đây. Người đàn ông quay trở lại phòng, bảo đồng nghiệp mang ghế cho Giang, nhưng đồng nghiệp lại lấy một chiếc hộp gỗ mục nát và đặt nó lên. Giang không quan tâm trực tiếp ngồi xuống. Lúc này mẹ của Giang đã chờ đợi trước TV một thời gian dài, thấy con gái vẫn phát sóng trực tiếp bình thường, cuối cùng lo lắng trong lòng đã được đặt xuống. Sự bất cẩn của người phụ nữ dẫn đến mang thai khi chưa cưới. Sau khi biết chuyện, mẹ đã nhanh chóng tìm đến an ủi cô ấy. Con gái đừng sợ, cha của đứa trẻ là ai? Nhưng Giang khăng khăng nói đứa trẻ không có cha. Mẹ nghe thấy vậy cũng đã rất tức giận, khuyên Giang nếu không thể chấp nhận nên bỏ đứa bé đi. Nhưng cô ấy kiên quyết không chịu đồng ý, nhất quyết nuôi con một mình sau khi sinh. Nghe xong mẹ như ngồi trên chảo nóng, thì bà ấy năm đó là một mình nuôi nấng Giang lên người. Bà ấy biết làm mẹ đơn thân vất vả thế nào, thấy con gái kiên trì như vậy, bà dùng cái chết buộc cô phải phá thai. Nói xong quay người chạy ra ban công. Ấy vậy Giang vội vàng tiến lên ngăn mẹ lại. Mẹ đã sống cả đời với một người đàn ông như bố, luôn nói là vì con mà không cách nào chia lìa. Nhưng tại sao mẹ không thể hiểu con? Điều con gái nói khiến người mẹ vừa tức giận vừa xót xa. Bà không muốn cuộc đời con gái mình bị hủy hoại như thế. Ngày hôm sau, tại một cuộc họp báo do Giang và Tion tổ chức, đối tác âm mưu lấy hết hồ sơ tin nhắn và cuộc gọi của cô. Sau khi nhìn thấy Giang hoàn toàn choáng váng, người đàn ông mưu mô yêu cầu cô đưa ra lựa chọn cuối cùng: hoặc ngoan ngoãn từ chức, hoặc đơn giản là bị đuổi ra ngoài. Hóa ra người đàn ông mưu mô đã biết mối quan hệ giữa cô và Tion. Điều này đặt Giang trong tình huống tuyệt vọng, vì một khi sự thật được phơi bày, cô ấy không chỉ mất việc, còn mang tiếng lừa dối khán giả cả nước. Không có sự lựa chọn, cô phải miễn cưỡng thông báo mình rời vị trí phát thanh viên nhà đài mãi mãi. Và Tion trong khán giả nhìn thấy Giang từ bỏ mọi thứ, cũng không muốn nói mình là cha của đứa trẻ. Trong cơn tức giận, anh ta đã kéo trợ lý Miên đi rời khỏi đây, đưa cô ấy đến cửa hàng sang trọng để mua sắm điên cuồng. Sau đó bị lóa mắt bởi cảm xúc, anh đã đưa Miên Nghi vào khách sạn và quan hệ. Đồng thời, Giang đã bị mất việc. Khi đến văn phòng thu dọn đồ đạc, cấp dưới cũ từ lâu đã lạnh lùng nhìn cô. Đồng nghiệp trong công ty càng xa lánh hơn, và họ tiếp tục nói về vụ bê bối sau lưng cô ấy. Phải nói Giang không biết đã lừa dối bao nhiêu đàn ông. Nếu không sao, có thể ngay cả con mình cũng không biết được đó là ai. Lúc này mẹ Giang cũng đến công ty, biết được từ nhân viên bảo vệ con gái đã bị giáng xuống phòng nghị án để làm việc lặt vặt. Sau đó phát hiện ra toàn bộ công ty, tất cả đều đang nói về việc con gái bị giáng chức. Nhìn vẻ bất bình trên gương mặt con gái, mẹ không thể chịu đựng được nữa. Sao con còn có mặt mà ăn ở đây? Tại sao không thể mau chóng bỏ việc về nhà với mẹ đi? Về nhà mẹ có thể nuôi con, nếu không mẹ sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con. Dù trái tim Giang không cam lòng, nhưng cuộc sống sau tất cả vẫn phải tiếp diễn. Ngày hôm sau cô đến làm việc ở phòng nghị án, đồng nghiệp mới chế giễu cô ấy, thậm chí cô còn không có một bàn làm việc, ấy vị trí đã từng không còn thuộc về mình. Giang dần trở nên bồn chồn, nhưng cô vẫn giả vờ mạnh mẽ để tự an ủi mình. Bắt đầu làm việc nhà, nấu ăn cho đứa bé, bây giờ cô ấy không có gì, chỉ còn lại đứa con trong bụng. Cô gái mưu mô khi biết mình có thai, cô ấy không ngờ lần trước được công tử tài phiệt đưa vào khách sạn, khiến cô ấy chỉ một lần đã có thai. Mia Nghi biết rằng đây là thời điểm tốt nhất để gả vào hào môn, nhưng đâu biết mình chỉ là công cụ để tài phiệt chút bầu tâm sự. Ý trong lòng Tion chỉ thích Giang. Tôi và cô chỉ ngủ vài lần. Phụ nữ ngủ với đàn ông có thể mang thai, có lẽ tôi nên nhanh chóng thông báo cho bạn trai của cô. Bạn trai của em bây giờ đang bên cạnh, tôi với cô có hẹn hò không? Không phải lúc trước cô hẹn hò với tôi là muốn tiền sao? Trước câu hỏi của Tion, Mia Nghi lập tức nghẹn ngào, nói rằng mặc dù mình rất yêu tiền, nhưng cô ấy muốn nhận được sự chăm sóc của anh hơn. Nhưng tiếng khóc của Mia Nghi không được Tion công nhận. Cuối cùng Tion vẫn đã đưa Mia Nghi mang thai đến bệnh viện, chuẩn bị lấy thai ra khỏi bụng cô. Nhưng trước khi ca phẫu thuật bắt đầu, Mia Nghi đã hối hận, vì vậy khóc rất to để ngăn bác sĩ gây mê cho cô. Y tá không còn lựa chọn đành gọi Tion vào, cho anh biết nếu như vậy không thể tiến hành phẫu thuật. Cuối cùng Tion phải từ bỏ cuộc phẫu thuật đầu tiên. Sau đó hào phóng đưa cho Mia Nghi một tấm thẻ, để hôm khác cô ấy nghĩ lại rồi tự mình đi bỏ đứa trẻ. Và số tiền này coi như tiền bồi thường cho cô ấy. Nói xong anh dứt khoát lái xe rời khỏi đây. Sau khi Mia Nghi nhận được thẻ, nóng lòng đến máy rút tiền, ngỡ ngàng đếm dãy số trên tài khoản, không khỏi thở dài, con trai tài phiệt thật là hào phóng. Chỉ một cuộc phẫu thuật mà đã tiêu tốn hàng chục triệu đồng. Nhưng tham vọng của cô không dừng lại ở đó. Hôm sau tranh thủ Tion đi vắng, Mia Nghi lặng lẽ gặp cha mẹ của anh và đặt số tiền lớn đó lên bàn, nói thẳng trước mặt họ đây là tiền Tion đưa mình để phá thai.
Miêu Nhi nghĩ rằng khi họ biết bản thân có cháu sẽ hạnh phúc. Thật bất ngờ chủ tịch nghe vậy, lập tức mắng con trai là đồ cặn bã. Nhưng phu nhân nhìn thoáng qua đã thấy kế hoạch trong đó, hỏi trực tiếp Miêu Nhi cô ấy có bất kỳ âm mưu nào với Tion không. Tion đã trả tiền cho cô ấy để bỏ đứa trẻ, nhưng cô không ngoan ngoãn đi phá, thay vào đó tìm đến đây là muốn làm gì? Một lời của phu nhân khiến Miêu Nhi ngay lập tức không nói nên lời. Đồng thời, Hyang chủ động rủ Tion ra ngoài gặp mặt. Điều này khiến Tion vui vẻ nghĩ Hyang sẽ quay lại với mình, vì vậy đã tự tay làm một bàn thức ăn ngon. Nhưng Hyang bất ngờ lấy ra thỏa thuận từ bỏ quyền nuôi con. Tion nhìn thấy nó rất tức giận và xé thành từng mảnh, nói bản thân sẽ không bao giờ từ bỏ quyền nuôi con. Sau đó Tion nhận được cuộc gọi từ mẹ, bảo anh hôm nay có cô gái đến, nói đang mang thai đứa con của anh. Và Tion bị Hyang từ chối, đột nhiên thay đổi suy nghĩ của mình, nói với mẹ rằng anh đã có đối tượng muốn kết hôn. Phu nhân lại rất ghét những cô gái mưu mô như Miêu Nhi, vì vậy đã bảo cô ấy trở về trước, hôm khác sẽ cùng nhau đi bệnh viện kiểm tra. Chủ tịch đã bị đứa con trai khốn nạn này chọc giận, đổ xăng định đốt hết những gì thuộc về con trai. Cái đó tôi sẽ xử lý. Làm thế nào để bà giải quyết? Bố đã rất tức giận sau khi nghe điều này. Bây giờ con trai duy nhất của ông đã được vợ nuông chiều hư, tuổi vợ không biết xấu hổ, ở đây đảm bảo sẽ xử lý chuyện này. Nói xong ông ném thùng xăng trên tay vào đầu vợ. Sau khi bố rời đi, con gái nhanh chóng quan tâm đến mẹ, bà liên tục đổ lỗi cho em trai. Tion tên khốn này thực sự là... Tion của chúng ta làm sao? Đó là cô gái bám lấy nó. Nhiều phụ nữ là khả năng của đàn ông. Những gì người mẹ nói ngay lập tức khiến con gái bùng nổ. Con tuy rằng ghét bố, nhưng ghét mẹ hơn. Miêu Nhi đã tự mình tìm thấy một thầy bói và nói với bà ấy sinh thần bát tự của mình, muốn thầy bói giúp cô ấy tính sổ mệnh tương lai của mình. Thấy thầy bói sau khi xác định tính toán nói Miêu Nhi sẽ có số vinh hoa phú quý, nhưng nếu cô ấy muốn có chỗ đứng trong gia đình hào môn, phải tìm cách để chồng cắt đứt quan hệ với đứa con ngoài giá thú của mình, hoặc chờ đứa trẻ được sinh ra và đưa về nhà mình. Lời nói của thầy bói khiến Miêu Nhi vô cùng vui mừng. Ngay sau đó Tion đã đưa Miêu Nhi đang mang thai về nhà. Khi người cha nhìn thấy đứa con trai này tức không nói lên lời, Tion cầu xin người cha đồng ý với cuộc hôn nhân của mình. Rốt cuộc Miêu Nhi hiện đang mang thai đứa con của anh, nhưng chủ tịch không tin đứa con này sẽ nghiêm túc, vì vậy hỏi anh ấy muốn kết hôn với mấy người phụ nữ. Tion nói trước đây chỉ là một tai nạn nhưng lần này anh ấy nghiêm túc. Sau khi người cha nghe điều đó nói muốn cắt đứt quan hệ của mình với con trai, cũng sẽ không cho họ một xu tài sản gia đình nào. Con không cần số tiền ít ỏi của ba. Lời nói của Tion khiến huyết áp của chủ tịch tăng vọt, trực tiếp đuổi anh phải đóng gói hành lý và ra khỏi nhà. Mặt khác người mẹ lặng lẽ đưa Miêu Nhi đến bệnh viện kiểm tra, muốn bác sĩ xác định xem đó là trai hay gái. Bác sĩ đã nói với bà ấy đây là hành vi phạm pháp. Phu nhân không có lựa chọn đành cho qua, cũng nói với Miêu Nhi đợi cho đến khi danh tính của đứa trẻ được xác nhận hãy gặp mình. Sau đó phu nhân lặng lẽ đi đến đài truyền hình, tìm Hyang cũng đang mang thai con của con trai mình. Bà muốn lấy nước ối của Hyang để kiểm tra quan hệ cha con, xác nhận rằng đứa trẻ trong bụng cô không liên quan gì đến Tion, hoặc để Hyang lấy giấy chứng nhận hiến tinh trùng. Tuy nhiên Hyang nói đây là một sự xâm phạm quyền riêng tư, vì vậy kiên quyết từ chối yêu cầu của phu nhân. Bất ngờ phu nhân trực tiếp ngăn cô, đe dọa Hyang nếu đứa trẻ được sinh ra và phát hiện đó là con của Tion, thì bà ấy sẽ dùng mọi thủ đoạn để khiến Hyang biến mất trong nước, để có thể hoàn toàn thoát khỏi mối đe dọa của mẹ Tion. Hyang muốn Tion nhanh chóng ký thỏa thuận từ bỏ quyền nuôi con, nhưng cô không bao giờ ngờ Tion thực sự đã thêm một số điều kiện vào thỏa thuận này. Không chỉ yêu cầu Hyang không kết hôn và sau này làm tình nhân của anh, còn phải để Hyang làm chứng hôn cho đám cưới của mình, như thế anh mới có thể đồng ý ký thỏa thuận. Ngay sau đó Hyang và Miêu Nhi tình cờ gặp nhau trong nhà xe. Trong không khí khó xử Hyang vô tình làm rơi đồ trên đất, nhưng Tion giả vờ không nhìn thấy và đi thẳng qua. Miêu Nhi lúc này cũng cố tình giúp cô nhặt một bình sữa, cũng hỏi về tình trạng của đứa trẻ trong bụng Hyang, đó là con trai hay con gái. Không liên quan đến cô, không có cách nào không quan tâm, tôi đã đi xem bói. Thầy bói bảo tôi sẽ phải nuôi con của người khác. Đứa trẻ trong bụng cô, dù sao nó cũng sẽ là con của tôi, nên phải quan tâm đến nó từ bây giờ. Sau khi nói cũng lấy một thiếp mời từ túi ra đưa nó cho Hyang. Quay lại đắc ý rời khỏi đó, Hyang mở thiếp mời ra xem trái tim có cảm xúc lẫn lộn, giận dữ xé nó thành từng mảnh ngay tại chỗ. Rất nhanh đã đến ngày cưới lớn của Tion và Miêu Nhi. Hyang cũng xuất hiện trong đám cưới của bạn trai cũ, khiến mọi người có mặt choáng váng. Để có thể nhận được quyền nuôi con từ Tion, Hyang với cái bụng to trước mắt đám đông đến lên bục. Hôm nay tôi sẽ đến đây với tư cách chủ hôn. Thấy câu chuyện tình yêu này giữa Tion và Miêu Nhi, thật bất ngờ chủ tịch vốn không muốn tham dự đám cưới của con trai, miễn cưỡng đồng ý đến hiện trường sau khi bị vợ thuyết phục. Tuy nhiên hành động của con trai suýt khiến ông nôn ra máu. Người phụ nữ mang bầu 8 tháng chuẩn bị lên sóng trực tiếp, nước ối đột ngột bị vỡ. Đây là gì vậy? Có lẽ nước ối đã vỡ. Đối tác ở bên đột nhiên bị dọa không biết làm gì.
đứng dậy và hét để mong có được giúp đỡ. Không ngờ Giyang đã ngăn anh lại, nói rằng mình có thể chịu được. Cuối cùng Giyang cũng chịu cơn đau, hoàn thành phát sóng trực tiếp 20 phút. Sau khi quay xong tin tức, Giyang lái xe đến bệnh viện một mình. Tuy nhiên sau khi cô ấy không dễ gì đến nơi, lại vì không có cha, không được bảo hộ, không được phẫu thuật, cũng thật quá đáng. Không có cha đứa bé thì không thể sinh con sao? Đây là quy tắc của chúng tôi. Viết tên phụ nữ có được không? Không, cô phải viết tên của đàn ông. Tôi sắp sinh rồi. Chúng tôi không có cách nào. May mắn đối tác của Giyang chạy đến kịp thời, vội vàng ký tên vào người giám hộ. Sau đó Giyang được đưa vào phòng sinh. Đồng thời, cô gái Mưu Mô Mia Nghi đã thành công vào cửa hào môn. Cha mẹ của Tion cũng dần bắt đầu chấp nhận cô con dâu mang thai ngoài giá thú này. Thấy Mia Nghi đã bận rộn cả ngày cho việc hiến tế ở nhà, bố chồng nghĩ cũng là do con trai ông gạo đã nấu thành cơm và không tiện khi đi ra ngoài với cái bụng phệ mỗi ngày. Vì vậy ông đề nghị để cô thu dọn đồ đạc chuyển vào nhà ở. Những gì bố chồng nói khiến Mia Nghi cười đến tận mang tai. Không ngờ khi cô quay lại lấy hành lý, bụng lại đột nhiên đau. Thấy vậy Tion vội đưa Mia Nghi đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ khám, hóa ra đứa bé đã bị sảy rồi. Sau khi nghe tin này Mia Nghi như sét đánh ngang tai. Cô không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này, bởi vì nó có thể có nghĩa là cô ấy sẽ đánh mất cuộc sống hào môn. Và Giyang phía bên kia sau một loạt cố gắng, cuối cùng sinh ra một cậu bé. Giyang ôm đứa con trai cô đã đánh đổi bằng mạng sống, nước mắt xúc động trào ra như suối. Tại thời điểm cô ấy nghĩ tất cả trả giá đều xứng đáng, ngay khi Giyang ra khỏi phòng sinh đã bị bao vây bởi truyền thông và báo cáo. Lần này tình cờ được Tion đang đau khổ vì mất con nhìn thấy, anh mặt dày để gọi điện cho Giyang, nhưng Giyang chỉ nhìn một cái trực tiếp từ chối. Lúc này Tion không còn kìm nén được cảm xúc trong lòng, khóc trong nhà vệ sinh. Anh hận bản thân vì đã lựa chọn sai. Một lát sau Giyang xuất viện với đứa con và trở về nhà. Người mẹ còn chu đáo chuẩn bị bàn ăn cho con gái, nhưng một ngày đã gần hết. Mẹ chưa bao giờ nhìn cháu trai của mình. Trái tim Giyang cũng đã nhận thấy bất thường. Cô ấy không hiểu tại sao người mẹ không đi gặp cháu, nhưng mẹ bảo sinh con ngoài giá thú là tội nặng. Con nên làm gì nếu đứa trẻ đã được sinh ra? Lẽ nào là con cố ý không kết hôn sao? Vì không thể nên mới không kết hôn. Nhưng người mẹ truyền thống nghĩ vẫn không chấp nhận được hành vi của con gái. Để Giyang hét lên đau đớn trước mặt bà, người mẹ vẫn thờ ơ. Rồi mẹ lặng lẽ bế đứa trẻ đi khi Giyang đang ngủ say. May Giyang tỉnh dậy đúng lúc, phát hiện không có con ở đó, cô vội chạy theo mẹ. Hóa ra mẹ muốn đem đứa trẻ đưa cho anh trai Giyang chăm sóc, rồi thuyết phục con gái tìm một người đàn ông tốt để kết hôn. Chuyện này đối với cô ấy và em bé đều là chuyện tốt. Mẹ về đi. Người phụ nữ kể từ khi sảy thai thì không có thai lại. Thấy vậy mẹ chồng nhanh chóng tìm thần bà để xem xét. Mặc dù hông hơi nhỏ, nhưng trước sau cũng rất đầy đặn, tử cung đủ sâu, rất khỏe mạnh. Sau đó thần bà nói với mẹ chồng, chỉ cần đôi vợ chồng trẻ tiếp tục làm việc chăm chỉ nhất định sẽ có con. Nhưng Mia Nghi lòng đã rất lo lắng, vì đứa con trai Giyang sinh ra trông rất giống Tion lúc nhỏ. Nếu bố chồng biết rằng đứa trẻ là con Tion, mình nhất định bị đuổi ra khỏi nhà. Không ngờ một màn kịch tính xuất hiện ngay sau đó. Giyang hôm đó vừa kết thúc cuộc họp ở công ty, khi cô ấy sẵn sàng rời đi, tình cờ gặp bố Tion trong thang máy. Lúc này trái tim Giyang vô cùng bối rối, nhưng lúc này cô nhận được cuộc gọi từ đối tác. Kết quả là khi vô tình nhấc máy, móc chìa khóa có ảnh con trai rơi dưới sàn. Giyang chỉ muốn cúi xuống nhặt, nhưng bố Tion đã giúp cô ấy nhặt nó lên trước. Chủ tịch đứng dậy và nhìn Giyang, rồi nhìn xuống bức ảnh, do dự một lúc cũng trả lại chìa khóa cho Giyang. Lúc này chủ tịch trong lòng dường như đã nhận ra điều gì đó. Trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn Giyang, mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trở về nhà, chủ tịch tìm phu nhân, nói về chuyện của Giyang. Vốn tưởng tinh trùng hiến tặng sẽ sinh ra quái vật, không ngờ đứa trẻ này lại rất giống với Tion khi còn nhỏ. Sau đó lại hỏi vợ đã chắc chắn đứa trẻ đó không phải là con của Tion chưa. Phu nhân nghe điều này cũng nói chắc chắn rằng đứa trẻ không phải. Lúc này không ai trong số họ còn nghi ngờ về Giyang. Khi ăn cơm buổi tối, Mia Nghi nói vợ tài phiệt, mời họ đến một buổi trình diễn thời trang. Mẹ chồng nghe vậy sẵn sàng đồng ý. Bố chồng cũng nói rằng ông sẽ đi cùng họ đến buổi biểu diễn, nếu như phải đi ăn mặc đẹp chút. Vâng, nhưng họ không bao giờ ngờ người dẫn chương trình thời trang này là Giyang. Nhưng vì không ai giúp cô ấy chăm sóc con, cô phải tìm đối tác nói với anh mình có thể không thể đến buổi trình diễn thời trang, để đối tác có thể nhanh chóng tìm người thay thế. Không ngờ sau khi nghe xong, đối tác lập tức mắng Giyang, cảnh báo Giyang nếu cô từ bỏ công việc này, cô ấy về sau sẽ kiếm tiền như thế nào để nuôi con. Những gì đối tác nói khiến Giyang đồng ý đưa con đến hiện trường. Ngày hôm sau, Giyang đưa hai người đến phòng trang điểm và đối tác của cô đang chơi với đứa trẻ trên lưng. Không khí hòa thuận như một gia đình. Lúc đó phu nhân và gia đình Tion cũng đến hiện trường. Đêm nay chắc chắn sẽ là một buổi trình diễn khó quên. Sau đó Giyang bước lên sân khấu để tổ chức chương trình tối nay.
bất ngờ đối tác lại đưa con trai lên sân khấu. Giyang hốt hoảng khi thấy cảnh này, bởi vì cô ấy biết mẹ của Tion cũng đang ở dưới khán đài theo dõi họ, và điều cuối cùng cô không muốn thấy đã xảy ra. Mẹ Tion chỉ liếc nhìn vẻ ngoài của đứa trẻ, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Đứa trẻ trông giống hệt con trai mình khi còn nhỏ, vừa muốn đứng dậy để kiểm tra, nhưng Miyagi đã cố tình ngăn bà lại. Mẹ à, mẹ có cần gì không? Không có. Mẹ Tion nhìn đứa trẻ càng nhìn càng giống con trai, thế là vội lấy điện thoại ra chụp ảnh. Thấy vậy Giyang vội lấy tay che mặt con trai, nhưng vẫn đã bị phu nhân chụp lại được. Tuy nhiên sau khi mẹ Tion về nhà, bận rộn mở ra ảnh lúc nhỏ của con trai, bắt đầu so sánh một chút, kết quả phát hiện hai người giống hệt nhau. Đứa cháu tội nghiệp của tôi. Vậy thì có thể sao? Tôi chắc chắn sẽ ngăn các người nhận nhau. Miyagi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại. Bây giờ tất cả những gì cô ấy có thể làm là tìm cách để mẹ chồng không nhận cháu. Hôm sau Miyagi đã tìm một luật sư để hỏi ý kiến về vấn đề này. Nếu chồng sinh con với người phụ nữ khác trước hôn nhân, làm thế nào có thể giành lại thành công quyền nuôi đứa trẻ đó? Luật sư nói với Miyagi, trường hợp bên có quyền nuôi con không đủ khả năng tài chính, hoặc nếu chứng tỏ bên nuôi không có thời gian chăm sóc con, có một cơ hội tốt để đưa đứa trẻ trở lại. Đồng thời, phu nhân tài phiệt kể hết mọi chuyện về cháu cho chủ tịch. Sau khi chủ tịch nhìn thấy bức ảnh, đôi tay phấn khích run lên, không thể tin mọi thứ xảy ra như thế này. Còn người vợ thì khóc lóc thảm thiết thương con, nghĩ con trai lúc đó chắc chắn đã chịu đả kích rất lớn. Sau đó chủ tịch nhấc điện thoại và gọi cho bộ trưởng để anh ấy tìm người điều tra mọi thông tin về Giyang và đứa trẻ. Tất cả những điều này đã bị Miyagi nghe lỏm trong bóng tối. Tại thời điểm này, cô chỉ có thể tìm người lên kế hoạch cướp đi đứa con của Giyang trước. Đứa trẻ xử lý thế nào? Hãy giao nó cho tôi trước. Anh không phải lo lắng về những thứ khác. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng chủ tịch đã đến cổng trường mẫu giáo. Ngay sau khi chủ tịch nhìn thấy đứa trẻ, đã định ra khỏi xe và giật đứa bé lại. May phu nhân đã ôm lại kịp thời, vì nếu muốn cướp đứa trẻ về, cũng cần phải phủi sạch quan hệ với Giyang. Nếu không, Giyang sẽ không bao giờ buông tay, nên tốt hơn là quay lại và lập một kế hoạch dài hạn. Và Giyang lúc này không biết nguy hiểm đang đến. Ngày hôm sau khi Giyang định tổ chức sinh nhật cho Min U, Miyagi sắp xếp người để bắt cóc cậu bé giống của Miyagi. Nhìn đứa cháu lưu lạc bên ngoài nhiều năm, hai ông bà lão càng nhìn càng thích. Còn Giyang vì mất con rơi vào tình trạng lo lắng. Qua mô tả bởi người phục vụ, có thể cha của đứa trẻ đã ôm cậu đi. Giyang cũng cảm thấy rất có thể Tion đã làm. Tuy nhiên Tion lúc này đang ở sân bay, sẵn sàng để thoát khỏi nơi đáng buồn này. Sau đó anh nhận được điện thoại của Giyang, trả lại con cho tôi. Nhưng Tion hoàn toàn không biết gì về chuyện đứa trẻ. Ngay khi anh bị Giyang làm cho bối rối, vừa nhận được một bức ảnh từ vợ Miyagi, Tion nhìn thấy đã rất tức giận. Lúc này phu nhân tài phiệt vì trái trai chuẩn bị một bàn thức ăn lớn, cả nhà cùng ngồi lại với nhau ăn mừng. Lúc này chị Tion cũng về, nhìn thấy con của Giyang, hỏi Miyagi Giyang có biết chuyện này không. Không biết. Mọi người đây là bắt cóc biết không? Nhưng chủ tịch đã quyết tâm, nghĩ cậu bé là cháu trai của mình, những năm này đã đều bị Giyang cướp đi mất. Đồng thời, sau khi Giyang ra khỏi đồn cảnh sát, dưới đối tác nhắc nhở chợt nghĩ ra điều gì. Vì vậy cô ấy đã trực tiếp gọi cho cô gái đầy mưu mô Miyagi, hỏi xem có phải đứa trẻ đang ở cùng với họ. Miyagi cảm thấy cắn rứt lương tâm, trong cơn hoảng loạn đã cúp điện thoại. Điều này khiến Giyang càng khẳng định sự nghi ngờ của mình đối với Miyagi. Thế là sáng hôm sau cô xuất hiện trước cửa nhà chủ tịch. Còn phu nhân và Miyagi cũng từ bên trong bước ra. Giyang vừa gặp đã nới mình đến đây tìm con, nhưng tài phiệt phu nhân rất vô lý, lấy một nắm muối và ném thẳng vào Giyang, nói rằng con dâu của bà không thể thụ thai, vì vậy bà ấy cảm thấy khó chịu. Giyang chấp nhận hiến tinh trùng, chỉ có thể mang lại xui xẻo cho gia đình. Nói xong đổ hết muối lên đầu Giyang. Giyang không có bằng chứng chỉ có thể rời đi trước. Hay Tion đã trở về nhà và lặng lẽ bế Min U ra ngoài, muốn trả lại cậu bé cho Giyang. Thật bất ngờ tình cờ nhìn thấy Giyang dán thông báo người mất tích với đối tác, sau đó dương mắt để nhìn bọn họ lên xe. Tion thấy mối quan hệ giữa hai người rất thân mật, trong lòng không thể thoải mái. Lúc này Min U liên tục la hét để tìm mẹ. Mẹ của con đã chết. Từ bây giờ con sẽ ở lại với ta. Cậu bé vì nhớ mẹ mình không có khẩu vị ăn cơm, mẹ kế miễn cưỡng đút cháo cho cậu, nhưng ăn vào lại nôn ra, không thể ăn vào. Bố mẹ chồng phát hiện ra đã nhanh chóng gọi bác sĩ gia đình. Bác sĩ đến tìm hiểu tình hình, họ nên cho đứa bé uống dung dịch dinh dưỡng trước, sau đó làm một số món mà đứa trẻ thường thích ăn. Nhưng gia đình họ không biết Min U thích ăn gì. Mặc dù Tion rất lo lắng nhưng không thể làm gì được. Cuối cùng nhà chồng đem trách nhiệm đều đổ hết lên đầu Miyagi, tố cáo cô không chăm sóc tốt cho đứa trẻ. Là mẹ kế, Miyagi cũng cảm thấy rất uất ức. Trong ngày mình đói cũng phải dỗ con ăn trước, con không chịu ăn thì bị chồng trách. Sau bữa tối cả gia đình xem tin tức trong phòng khách, Miyagi mang trái cây đã chuẩn bị sẵn cho mọi người ăn, cuối cùng lại bị bố chồng chán ghét, thúc giục cô ấy tránh sang một bên.
đến chị cả không lấy được chồng cũng mắng cô, cáo buộc Miyagi không có thị lực. Sau khi nghe điều này, cô chỉ có thể khiêm tốn rời đi. Khi trở lại phòng đối mặt với đứa con của người khác, tại thời điểm này Miyagi cảm thấy cuộc sống ở nhà tệ hơn của một người hầu. Sau đó cô nhận được cuộc gọi khác từ mẹ. Sau khi nghe giọng nói của mẹ, không thể kiểm soát được sự uất ức trong lòng. Cha mẹ mỗi ngày chỉ biết lẩn trốn để trốn nợ, mà mình mặc dù là con dâu tài phiệt, nhưng lại chẳng giúp được gì cho bố mẹ, bởi vì cô ấy không có quyền kiểm soát tiền của gia đình. Dù ở biệt thự sang trọng, nhưng cô ấy không nhận được bất kỳ sự tôn trọng nào. Min U một bên thấy cô khóc đau lòng như vậy, vì vậy cậu bé hiểu chuyện bước tới để an ủi. Thật bất ngờ Miyagi lợi dụng nhà chồng không để ý đã đưa Min U đi, sau đó chủ động gọi cho Tion. Bố mình và Min U đang trên cầu chuẩn bị nhảy xuống. Tion nghe vậy thì sững sờ, thấy không ổn anh vội báo mẹ, đi lên phòng để kiểm tra, quả nhiên không có ai trong nhà. Đồng thời, Giyang hiện đang ở cùng với đối tác, chờ kết quả bình chọn ứng cử viên. Sau đó cô nhận được một cuộc gọi từ Tion, biết tin Miyagi biến mất cùng Min U. Tion bảo Giyang về nhà xem cô ấy có đến chỗ cô không. Đối tác thấy Giyang đứng dậy, muốn rời đi liền nắm lấy tay cô, muốn Giyang ở lại với mình, cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng. Nhưng bây giờ tâm trí Giyang tràn ngập sự an toàn của con, vì vậy vội vã chạy về nhà. Và khi về đến nhà phát hiện Miyagi và Min U thực sự đang ở đây. Hóa ra Miyagi chỉ muốn hù dọa họ. Bây giờ cô ấy cũng đã hiểu ra và cũng muốn đệ đơn ly hôn với Tion, bởi vì cô ấy không thể chịu đựng được cuộc hôn nhân không tôn nghiêm này. Lúc này cô ấy mới hiểu ra, mong muốn nhất không nhất thiết là tốt nhất, điều quan trọng là chọn những gì phù hợp với mình. Sau khi dỡ bỏ gánh nặng này, Miyagi cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Lúc này Tion cũng thu hết can đảm, thể hiện trái tim của mình với Giyang. Mong ước lớn nhất của anh ấy là có thể cùng mẹ con Giyang sống hạnh phúc bên nhau, nhưng thực tế luôn không như ý muốn. Anh rất hối hận vì đã cho họ mang đến rất nhiều tổn thương. Giyang cũng bày tỏ những suy nghĩ chân thật nhất của mình, nói từ thời điểm Min U được sinh ra, mình đã luôn chờ đợi Tion, và làm mẹ đơn thân cũng là những suy nghĩ kiêu ngạo và ngu ngốc nhất. Nếu hai người họ có thể thổ lộ trái tim của mình sớm hơn, có lẽ sẽ không để đối phương phải chịu nhiều đau đớn. Kết quả là hai người rõ ràng yêu nhau chỉ có thể càng ngày càng xa. May mắn thay kết thúc cũng có hậu, gia đình ba người cũng như ý nguyện đi cùng với nhau.